Min subject, min verb, object, are. The teacher then, you go. Okay? Yeah. What here? Teacher, you go home. Min object, yeah? Min. Mùi nào object? Home. Home. Okay, okay. Chúng ta nhét dê lên cho bà. Ta gặp mất go home. Home nó khác, men chia. Chia object gì? Viết đào chung thì bà lấy dê, dồn chân sân trọng. Đấy. Okay. Okay. Hello. I'm right with subject. Can I subject with nơi bị mốc? Mốc bị mốc ấy? Nơi bị mốc bà chiên đó, mốc bà chiên đó. Viên nơi bị mốc? Verb. Subject nơi bị mốc verb. Thế và cho học viên verb như đấy? Verb bị object. Object. Okay. Okay. Tỏ. Như mình. Can I viết áo tôi chỉ subject như trên bàn hàng. Can I object? We trip down me. Dương như mơ vào từ đi. Nè, dương khơi mi ấy. Khơi. Sạp chết vì nơi bị mốt. Kể giả sạp rồi ấy, nơi bị mốt vừa. Ta là phê object vì nơi bảo toàn bị vừa.